Minh được Tử Vi mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày Giáp Thân tháng Kỵ Hợi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thi Lao giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh tuyển trung thủy ngày giáp thân tức chi khắc can nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm, Tuyền trung thủy, kỵ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày thân, lục hợp với tỵ tam hợp với tí và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt máu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tý, tuổi xung trong tháng, tuổi tân tỵ, đinh tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sau địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sau thủ tử, sáu mọi việc, trừ săn bắt, sau nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sau băng tiêu ngọa hãm, sáu mọi việc, sau thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sau không phòng, về cưới hỏi, sao độc hỏa, sao đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn đón xem vận trình của mình để đón lành, lánh dữ nhé. Đầu tiên, mời các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cái điều này giúp cho công việc của bạn tuổi tý thêm phần được thuận lợi hơn với những khó khăn thử thách dần được đẩy lùi mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo mà bạn mong đợi nữa rồi Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang có sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý cần phải kiên định và nhất là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn đừng có để cho những lời ngôn ngọt của người khác mà dao động, đưa ra những quyết định một cách vội vàng, thiếu đi sự suy xét, kẹo lại, tiền mất tật khó tránh nhé và trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với người ấy cũng đã được cải thiện khá nhiều so với thời gian trước đây với những hiểu lầm cũng dần được tháo gỡ cả hai đều dần hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim làm việc quá sức có thể dẫn đến lao lực, bạn nên điều chỉnh càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tình cảm lứa đôi có được sự hài hòa, tốt đẹp. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, cẩn trọng trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, công việc được thuận lợi khó khăn bị đẩy lùi từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc đừng dễ tin người kéo lại tiền mất tật mang và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 55, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi xỉu. Từ vi tuổi xỉu thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên thuận lợi hơn. Và bạn tuổi Sửu bạn trở nên tự tin hơn trong các quyết định đưa ra ngày hôm nay và nếu như bạn đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp thì đây chính là cột mốc vô cùng quan trọng. Với bạn tuổi Sửu có thể đạt được những thành tựu đáng kể và nhận về những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên ạ, trong ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra, bạn mạnh cũng đừng có nóng vội mà cần phải bình tĩnh để xử lý từng vấn đề một và tốt nhất là bạn hãy lắng nghe thêm những ý kiến của mọi người xung quanh đừng có quá bạo thủ và cứng nhắc như thế bạn tuổi sửu nhé còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này đối với những bạn đang còn độc thân sẽ có được một ngày tràn ngập niềm vui dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành thổ sinh cho kim vượng và nếu như bạn nhận được lời đề nghị giới thiệu nào đó, bạn cũng đừng có vội vàng từ chối và hãy cho cả hai cơ hội để có thể gặp gỡ, trò chuyện với nhau xem sao, biết đâu đây là định mệnh của đời bạn thì sao. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, tự tin đưa ra quyết định của bản thân từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy hãy cho đối phương cơ hội để kết nối với bạn biết đâu hai người sẽ nên đôi nên cặp từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa sức khỏe là vốn quý đừng có lơ là kéo lại hối tiếc về sau từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ sự nghiệp đạt được những thành tựu đáng kể từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng có nóng vội kéo lại làm hỏng chuyện và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 42, số 68, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm đôi bên vì bất đồng ý kiến mà có thể xảy ra những sự tranh cãi không đáng có và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh trợ mệnh cho bạn cho nên vận trình tài lộc đang tìm đến bạn ngày hôm nay Bạn có được cơ hội nhận được những lời đề nghị về hợp tác đầu tư đầy tiềm năng Đây cũng là lúc với bạn tuổi dần cần phải hết sức tỉnh táo để đưa ra được những sự lựa chọn chính xác nhất cho mình Chỉ tiếc rằng về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này lại không được như ý muốn Cái chuyện tình cảm đôi bên lại chuyển biến không mấy tích cực khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành kim khắc với mộc, cả hai đều khăng khăng với ý kiến riêng của mình mà không chịu nhường nhau và cuối cùng thì người chịu tổn thương chính là hai bạn mà thôi. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, chiến tranh lạnh là nguyên nhân khiến cho tình cảm rạn nứt lúc nào chẳng hay. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, về mối quan hệ xã giao vướng vào nhiều sự tranh cãi. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, cơ hội phát tài tìm đến, hãy nhanh tay đón lấy. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình thiếu đi sự hài hòa, đôi bên không có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn, bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 59, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mão, thứ năm, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay cần phải đề phòng và chú ý quan sát công việc kéo chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào nhé và trong ngày này nếu như bạn tuổi mão đang theo đuổi nghiệp kinh doanh buôn bán đầu tư hay là làm nghề tự do cũng chớ nên chủ quan nếu như không muốn phải hứng chịu những tổn thất nặng nề tiền bạc bị thất thoát thua lỗ sẽ đến chỉ trong chớp mắt nhá Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Cái điều này làm cho những bạn đang còn độc thân vẫn chẳng thể tìm ra được hướng đi đúng cho bản thân mình mà cứ quẩn quanh với những cảm xúc cô đơn. Có lẽ với bạn tuổi Mão nên mở rộng lòng mình ra và đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho bạn. Biết đâu bạn có thể sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình thì sao? về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy giữ chặt túi tiền của mình tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đừng có chủ quan dù là một chi tiết nhỏ hậu quả của những sai lầm sẽ khiến cho bạn mất trắng tay tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ luôn theo đuổi công việc mà bạn đang làm bạn sẽ nắm được những cơ hội hiếm ai thấy được tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình cảm không được như ý, đôi bên không thấu hiểu lẫn nhau, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tâm trạng lo lắng, bất an sẽ khiến cho sức khỏe của bạn có phần bị giảm sút. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là Với bà tuổi thìn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp được khá nhiều điều kiện thuận lợi và may mắn Khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ Nhất là đối với những ai đang làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán thì có được cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt mình và thậm chí bạn có thể sẽ kiếm được một khoản tiền mà làm cho bạn không ngờ tới nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, bạn hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động và quyết định của bản thân và bạn có thể sẽ biến cho mọi nỗ lực của bạn tan thành mây khói vì sự bốc đồng và nóng vội của mình nữa đó nhé. Sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh chính là lời nhắc nhở cho bản mệnh tuổi thìn chớ nên hành động bất cẩn lại tạo điều kiện cho những kẻ tiểu nhân lăm lia nhằm vào vị trí của bạn và hạ bệ bạn nữa trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cũng may mắn là với bạn tuổi thìn bên cạnh bạn luôn có một người bạn đồng hành để có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp cho bạn sự nhất trí đồng lòng của cả hai sẽ khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn rất chi là nhiều nữa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa chỉ một hành động bất cẩn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ công việc được thuận lợi mưu sự dễ thành tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc kẻ tiểu nhân lâm lia vào vị trí của bạn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cơ hội kiếm tiền xuất hiện cần phải suy xét kỹ lưỡng biết nắm bắt thời cơ tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tình cảm gia đình gắn bó trên giới hòa thuận rất đáng ngưỡng mộ về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 31, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, cái điều này sẽ làm cho bạn gặp nhiều trở ngại trong công việc và điều này sẽ khiến cho bạn không chịu được áp lực và dù bạn đã chuẩn bị sẵn về tinh thần nhưng dường như mọi việc đều không thuận theo ý của bạn trong ngày hôm nay chưa kể là bạn có thể vướng vào họa tiểu nhân vì tin lầm người mà nhảy vào cái bậy đã răng sẵn của những kẻ xấu bụng nữa và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn cải thiện được phần nào về tình hình tài chính trong ngày hôm nay. Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi trong vận trình của bạn ngày này. Tối tiền của bạn vì nhiều nguyên nhân mà cứ thế đẩy lên trông thấy. Có thể nói đây phần nhiều là nhờ vào vận may bất ngờ xuất hiện trước mắt bạn và bạn biết nắm bắt lấy thời cơ để phát tài một cách nhanh chóng nữa. Chỉ tiếc là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ, cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Chuyện tình cảm của bạn lại phải đối mặt với không ít trở ngại khi bạn đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung và cả hai chỉ có một mực quan tâm tới bản thân mình mà thôi. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, áp lực công việc khiến cho tinh thần của bạn u sầu, phiền muộn, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, tình hình tài chính có được sự cải thiện đáng kể, tử vi tuổi kỵ tỵ thuộc mệnh mộc, lứa đôi vì cái tôi quá lớn mà bộ quên tình cảm, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có được cơ hội tìm đến, hãy nhanh chay nắm bắt, phát tài nhanh chóng, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình không in ấm, cha mẹ con cái có sự bất hòa. và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 74, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tử ngọa cho chúng ta thấy là bà tử ngọ đang gặp được ngày của chính tài ghé thăm cái điều này cho thấy tài lộc của bà tử ngọ đang ngày một tăng tín trong khoảng thời gian này và với bà tử ngọ sẽ sớm nhận được những khoản tiền lương tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành họa kim xung khắc cái điều này cảnh báo cho bạn vấn đề về sức khỏe đang có dấu hiệu bị giảm sút rõ rệt nhất là trong giai đoạn thời tiết thay đổi như thế này với những bệnh vật như là cảm cúm bệnh về đường hô hấp hay là bệnh về xương khớp cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống thường ngày của bạn Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Tân Sửu với bạn tử ngọa cũng đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao kiếp sát, sao địa phá, sao thủ tử, sao nguyệt hỏa, sao độc hỏa, sao băng tiêu ngọa hãm. Cái điều này làm cho bạn không nên tiến hành những công việc quan trọng như là à, cưới gã này, chôn cất này, xây cất về nhà cửa, khai trương, xuất hành hay là ký kết những hợp đồng quan trọng nhé. Phè tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, thời tiết thay đổi, sức khỏe bị giảm sút rõ rệt. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tài vận ổn định, tăng tiến mỗi ngày. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống để tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tiền bạc được rụng rỉnh trong tay, không lo túng thiếu. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi không mấy hài hòa. Và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe áp 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 47, số 87, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là thoải mái dưới sự trợ giúp của chính quan chiếu mệnh ngày này với bà tuổi mùi công việc của bạn đang đi theo đúng lộ trình mà bạn đã vạch ra mà không vướng phải bất cứ trở ngại nào lớn bạn mệnh tuổi mùi làm việc hết sức nghiêm túc thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nhờ thế mà bạn được cấp trên đánh giá rất cao nữa. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có thể sớm nên nhân duyên đôi lứa với một nửa mà mình đã tìm kiếm bấy lâu khi bạn đang gặp được ngày của thổ sinh cho Kim Vương. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp cho bạn và người ấy tín gần với nhau hơn nữa. Xem tử Vi cho thấy, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Tân Sửu theo hại thượng lạn ông. Hôm nay, nhân thần nằm ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này với bà tuổi mùi á, nếu như có công việc phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam để tăng thêm sự may mắn đốn tài lộc về cho mình. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình khá in ấm, trên dưới thuận hòa, vui vẻ, từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, công việc gặp nhiều thuận lợi, hanh thông, suôn xịa không ngờ. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, luôn tập trung tinh thần cao độ, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang quản độc thân, sớm tìm được một nửa để kết đôi. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, tránh làm tổn thương các vị trí nhân thần. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 53, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 xem vận tình ngày thứ năm này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn rất có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình và bạn hãy nhanh chóng để nắm bắt lấy với bà tuổi thân luôn nỗ lực hết mình bạn đừng có từ bỏ ngay khi khó khăn xuất hiện chắc chắn cấp trên và lãnh đạo sẽ sớm nhìn ra được tiềm năng của bạn mà thôi Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bà tử thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này làm cho bạn không nên lơ là về sức khỏe của mình. Nhất là đối với những người có tiền sử hoặc là dễ mắc các bệnh liên quan về dạ dày, đường ruột, bệnh về đường tiêu hóa thì lại cần phải cẩn trọng hơn, vẫn nên đề phòng bệnh hơn là chữa bệnh bà tử thân nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tử thân á, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, bạn nên ưu tin chọn theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi và hay thông hơn về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có được cơ hội thăng quan tín chức đến gần từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên chú ý hơn tới sức khỏe bệnh tật có thể tìm đến bất cứ lúc nào từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ công việc được thuận lợi Cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, cách chuyện tình cảm không được như ý, cần phải chú tâm hơn, tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, phòng bệnh hơn chữa bệnh, không nên chủ quan với sức khỏe của chính mình. và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 72, số 91, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi giàu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành dậu thân tương hội cái điều này tác động không nhỏ lên vận trình của bạn ngày hôm nay với sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được hanh thông thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều các mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa là tiền đề cho sự phát triển của bạn trong tương lai lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày của chính ấn trợ mệnh năng lực của bạn đang dần được khẳng định đồng nghiệp và cấp trên sớm công nhận bạn mà thôi con đường tăng quan tín chức của bạn là vô cùng rộng mở ở phía trước với bạn tuổi dậu cần phải luôn nỗ lực và cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra nhé và trong ngày này với bạn tuổi dậu bạn chớ nên tin người kẻo lại bị lợi dụng và không nên tiến hành làm những công việc lớn điểm báo hao tài tốn của thất lý liên quan tới giấy tờ pháp luật và ngày này với bà tuổi dậu cũng kinh kỵ các công việc như là khởi công, xuất hành, an táng, bán mệnh cần phải chú ý tránh thực hiện các công việc này trong ngày hôm nay để tránh rủi ro xảy ra với mình. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, năng lực được khẳng định có được cơ hội thăng tín đến gần. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khá tốt đẹp. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có được quý nhân giúp sức công việc thêm phần được hanh thông, suôn sẻ từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc luôn nỗ lực cố gắng hết mình vì mục tiêu phía trước từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim dự chế độ ăn uống nghỉ ngơi lành mạnh để duy trì sức khỏe Về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 14 số 37 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ với tuổi tốt, thứ năm, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tốt cho chúng ta thấy là bà tuổi tốt đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về công việc của mình khi bạn đang gặp được ngày của tam hội tương trợ ngày này với bà tuổi tuất dưới sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người xung quanh bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó nữa Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo có những kẻ tiểu nhân sinh lòng ganh tị trước những thành quả mà bạn đạt được. Chỉ cần bạn lọ bất cứ một sơ hở nào là kẻ xấu bụng sẽ nhân cơ hội nhằm hạ bệ bạn đó. Vì vậy với bạn tuổi Tuất làm gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, đừng có chủ quan dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất bạn tuổi Tuất nhé. Cũng may mắn là về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này lại đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Vận trình tình duyên của bạn khá tươi sáng khi trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Đối với những bạn đã có đôi, sớm hóa giải được những hiểu lầm trước đó, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm thêm phần gắn kết hơn. Vài tử vi tuổi giáp Tuất thuộc mệnh hỏa kẻ tiểu nhân ganh tị mà luôn tìm cơ hội để hãm hại bạn từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tình cảm thuận lợi hiệu lầm được hóa giải từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc luôn cẩn trọng trong từng hành động đừng có chủ quan từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có người giúp đỡ công việc được hanh thông thuận lợi từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chỉ một lần sai sót nhỏ cũng có thể trở nên điểm yếu của bản thân Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 58, số 97, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi, thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, dù làm nhiều nhưng lại chẳng được hưởng là bao nhiêu. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối chỉ chờ tới ngày này để rắp tâm ra tay hạm hại bạn, nặng tay trên mọi thành quả mà bạn đã nỗ lực trong suốt quãng thời gian vừa qua ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi á, lại đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy bản mệnh tuy có trí tín thủ nhưng lại luôn cô độc trên bước đường tìm kiếm sự thành công và bạn đừng quên rằng sức mạnh của cả tập thể sẽ khiến cho bạn đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn bạn hãy hòa nhập hơn và tận dụng sức mạnh này bạn tuổi hợi nhé trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi á, lại đang gặp được ngày cố ngũ hành kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang có được dấu hiệu tiến triển tích cực trong khoảng thời gian này. Bạn cần phải tiếp tục duy trì chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao điều độ như hiện tại. Bệnh tật sẽ chẳng dám nhìn tới bạn nữa đâu. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, tài lộc của bạn đang có phần ảm đạm, có thể nói khiến cho bạn bồn tròn Nhưng bạn cũng đừng có ngần ngại, chỉ cần có kế hoạch chi tiêu tốt, thì bạn có thể vượt qua được những lúc khó khăn. Công việc của bạn nên chỉ bắt đầu những kế hoạch nhỏ, đừng có vội khởi nghiệp bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, kẻ tiểu nhân không ngừng tìm cơ hội hãm hại bạn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, đừng có vội cô lập bản thân mình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim duy trì chế độ sinh hoạt điều độ bệnh tật sẽ tránh xa tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy tận dụng sức mạnh của tập thể để tiến xa hơn về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 23 số 63 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu đen quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi mão tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.